là những người mình là một trong những người sống trong một cộng đồng này từ những ngày đầu tiên, từ những khi mà nó chưa có thành hình cho đến những ngày đầu, từ những ngày đầu và cho đến giờ này. Nhiều khi mình nghĩ lại đã nghĩ, nhiều khi mình giận, nhưng mà mình giận riết rồi đấy, thì rồi mình lại thích tội nghiệp người ta. Để cho nói là tại sao tội nghiệp nhé, thì thôi thì cứ cho là bây giờ mình ở Mỹ, mình chỉ nói đất Mỹ thôi, mình có khoảng chừng 2,5 triệu người Việt Nam sống ở trên đất Mỹ đủ loại hình thức, và những người đó thì đã được sinh ra ở đây, là có bố là Việt Nam, mẹ Việt Nam, là bố mẹ cả Việt Nam, thì tất cả những người, cái sự hiện diện của người Việt kiều của mình ngoài này ở trên đất Mỹ này có được, nếu mà mình nói đó là một cái điều tốt cho cái người Việt kiều đó, thì có được là nhờ cái cuộc chiến tranh Việt, cuộc chiến tranh thống nhất Việt Nam đã được chấm dứt, đã thành công và chấm dứt, người Việt Nam đã trở thành một toàn, nó phải chấm dứt như vậy. Ở cái thời điểm đó thì mình mới có trong một khoảng thời gian rất ngắn này có bao nhiêu đến người Việt Nam đến nước Mỹ. Tôi nói nghe, tôi để cho nói thưa cho các anh thế này, sau đi thi chiến đâu cho đến bây giờ thì cái lực lượng nhập cư của cái lực lượng mà di dân của người Việt Nam đến nước Mỹ là coi như là cao nhất so với tất cả những dân giống dân khác, không có cái tỷ lệ là cao nhất, chỉ trong vòng có mấy chục năm, 2, 3, 4 năm cả dân này Việt Nam mới chấm dứt. Thế thì đáng lẽ ra đó, trên cái căn bản là khi mà mình có cuộc sống mình yên bình thì mình biết cảm ơn. Thôi giờ mình nói là cái những người Việt kiều trên đất Mỹ nhé, thì đầu tiên là con người ta nếu mà cái thở đất Mỹ rồi đấy, thì đầu tiên người ta phải, nếu mà người lúc nào mà người nó còn nói tiếng Việt Nam á, thì đầu tiên là họ phải nghĩ là may quá, nhờ chiến tranh thống nhất Việt Nam chấm dứt thì mình thành công như vậy, Việt Nam thành công như vậy, thành tựu là mình mới có được có mặt của mình ở trên đất Mỹ. Chứ còn nếu mà chiến tranh mà nó không thành công, cuộc giải phóng Việt Nam nó không thành công thì sẽ không bao giờ mình giờ là đến giờ này mình vẫn còn ở Việt Nam, mình còn phải lăn lộn đánh nhau chiến đấu với tất cả, đánh nhau giết nhau. Đấy là cái điều căn bản là người ta phải nghĩ đấy. Nhưng mà anh đa phần thì là rõ ràng ở trên báo trên đài là mình không có nhìn thấy cái chuyện đó. Thì là để giải nghĩa như vậy đó, thì mình mới hiểu, mình phải nói thêm thế này. Cái chiến tranh của Việt Nam nó chấm dứt, nhưng mà cái di hại của nó vẫn còn rất nhiều. Ở Việt Nam thì cái di hại của chiến tranh nó được thể hiện bằng những cái hành động rất là cụ thể. Ở trên những cái điều đang xảy ra ở Việt Nam, trên từ ngoài Bắc ở trong Nam, nó xảy ra ở cái điểm gì, nó xảy ra ở cái chỗ là bom mìn chưa nổ và chất độc da cam, hai cái di hại của chiến tranh Việt Nam, hai cái di hại của cuộc chiến tranh khi người Mỹ và những người lính đánh thuê của họ đến Việt Nam, họ đánh nhau, thì cái di hại đó ở Việt Nam nó là như vậy. Còn ở trên đất Mỹ này là gì? Mình nói là trên đất Mỹ nhé, thì cái di hại đó, nếu mà Việt Nam nó bị di hại cái chiến tranh của người Mỹ gây ra đó, thì người Mỹ vì cái luật nhân quả, vì một cái luật rất là căn bản, thì họ phải gánh chịu những cái hậu quả của những hành động sai trái của họ đã làm trong chiến tranh được, trong chiến tranh thống nhất, khi họ qua đến mang quân và quân chư hầu của họ qua Việt Nam xâm lăng Việt Nam, làm những điều rất là tàn nhẫn. Thì những cái điều đó nó xảy ra trên đất Mỹ là cái gì? Tôi nghĩ là cho tôi phải ở đây, tôi nhìn thì tôi mới hiểu được, tôi mới dám nói cái điều này. Cái trừng phạt của cái đất, của cái trừng phạt mà người Mỹ đang phải chịu trách nhiệm, đang phải hứng chịu bây giờ đó, là thế nào? Nếu mà mình nói cái Washington DC là cái trung tâm, cái con tim của đất Mỹ, con tim và đầu óc của đất Mỹ, thì ở nơi đó ngay cái trung tâm, ngay quả tim của đất Mỹ, mình có một cái bức tường chiến tranh Việt Nam, bức tường đá đen của chiến tranh Việt Nam, nó cắt vào, nó cắt vào lòng đất, nó đâm sâu vào lòng đất như là cái mũi tên đóng vào quả tim của nước Mỹ, để rồi mỗi lần nước Mỹ chuyển động một cái là mũi tên nó lại
chất động lại, nó làm cho người Mỹ co rụm lại, đau đớn. Đấy là cái hành động ở trên Washington DC. Còn cái hành động thứ nhì nữa là tất cả mọi người ấy, khi nào mà anh em mình nhìn thấy người Việt Nam mình, Việt Kiều mình ngồi này, cầm cái lá cờ vàng ra mà kéo ra ngoài đường mà hò hét cái này chống đối cái này chống đối cái kia, rồi nối cái lá cờ của Hoa Kỳ vào trong đó. Thầy nhớ nhá, cái lá cờ vàng bao giờ nó đi, nó không bao giờ nó dám đi mình, bao giờ nó phải có nó và cái lá cờ Hoa Kỳ. Thì khi những người Việt Kiều mà cầm các lá cờ như vậy giễu ra ngoài đường thì họ làm cái điều gì anh? Với tôi đó, họ cầm, họ đã cầm cây, họ đâm thẳng vào cái vết tử thương của người Mỹ ở trong lòng người Mỹ, trong người dân Mỹ. Tại vì người Mỹ họ hiểu chưa? Các quý vị nó, anh em mình nghĩ là nó không hiểu, nhưng mà nó họ hiểu lắm ạ. Họ hiểu là cái chiến tranh Việt Nam là một sự lừa dối hào nhoáng mà chính phủ này, chính phủ Hoa Kỳ này đã đầu độc cái dân chúng này, dân chúng Hoa Kỳ này, để đến giờ này cái vết thương đó, những đứa con lạc lõng của chính phủ Hoa Kỳ, những đứa con nuôi của đất nước này, lâu lâu nó lại giở chứng ra, nó cầm cái gậy nó chọc vào cái vết thương, nó đang nó được đóng gậy lại, và cái vết thương đó nó sẽ còn mãi mãi. Ngày nào, khi nào mà cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, lá cờ vàng ba sông đỏ nó còn vẫy ở trên, nó còn được bay ở trên cái đất nước này. Điển hình nhất là trong cái cuốn sách của đây này, hiện tại bây giờ Vượng viện Hoa Kỳ, Hạ viện Hoa Kỳ đã đang điều tra về cái tội đảo chính của người Mỹ. Khi mà người ta theo ông Trump đảo chính không, đảo chính chính quyền Capitol đó, thì cái bức hình mà quan trọng nhất và sắc nét nhất là bức hình ở trên đó, nó có cái lá cờ Việt Nam cắm vào cái đầu của cái điện Capitol, và tấm hình đó nó sẽ sống mãi trong cái lòng người dân Mỹ, để nó nói là cái là sự đau thương, cái sự phản bội. Cái lá cờ vàng nó biểu hiện cái gì ấy? Sự lừa dối, sự phản bội và bạo động. Bạo động, sự lừa dối, sự chia rẽ và sự phản bội. Cái lá cờ vàng, cái lá cờ vàng cái nghĩa của nó chỉ có bao nhiêu đó thôi, nó chỉ có ba điều thôi. Nó có nghĩa từ năm 1955 khi mà nó được dựng lên ở trong Nam, và đến bây giờ, đến năm 2020 nó vẫn giữ nguyên cái ý nghĩa đó khi nó cắm lên trên sân cờ của điện Capitol trong các ngày người Việt Nam, những người Việt Kiều mình tham gia vào đoàn quân phiến loạn lật đổ chính phủ của Hoa Kỳ. Cái lá cờ vàng nó có một cái vị trí rất đặc biệt như vậy trong cái xã hội này đó, thưa quý anh, thưa quý vị và thưa các bạn. Có nghĩa là qua cái trao đổi của chú, cháu rất là hiểu là khi mà lực lượng Mỹ và đồng minh đã đưa quân vào xâm lược đất nước Việt Nam thì người ta đã để lại di chứng chiến tranh tại đất nước Việt Nam cho đến ngày hôm nay. Và qua như chú trao đổi đó là nó thể hiện rất rõ ràng qua cái việc bom đạn vẫn chưa nổ hết, vẫn thường trực hàng ngày, có thể gây nguy hiểm đến sinh mệnh của người dân Việt Nam. Và cái thứ hai đó là cái di chứng chất độc màu da cam mà rất nhiều các cái nạn nhân hiện nay vẫn đang còn hiện hữu tồn tại trên cơ thể. Và thêm đó nữa là cái hình ảnh, đúng không ạ, những cái nghĩa trang liệt sĩ trải dài từ Nam ra Bắc nó rất nhiều, và cái hình ảnh đó thì vẫn đang còn, có thể nói là để lại cái vết thương, cái hệ quả của chiến tranh đối với người dân Việt Nam đến ngày hôm nay. Thì cháu là thế hệ trẻ, cháu hiểu được điều đó. Và bên cạnh những cái di chứng mà lực lượng Mỹ và đồng minh để lại trên đất nước Việt Nam về mặt tinh thần, về mặt thể xác, đúng không ạ, thì một bộ phận những người mà đã sang Mỹ và hiện nay đã trở thành người Mỹ, một số đã trở thành người Mỹ, thì cụ thể những cái bức tường tại thủ đô Washington, hay là cái việc, cái hình ảnh mà những cái người đó, đó người ta lợi dụng vào cái lá cờ ba sọc đỏ đó, người ta vác đi, thì như một hành động là đâm vào trái tim người Mỹ, thì theo cháu nghĩ đó là cái di chứng về mặt tinh thần đối với người Mỹ cho đến ngày hôm nay, và nó vẫn tồn tại và hiện hữu, và người Mỹ không bao giờ quên được điều đó.
thì cái điều này cháu rất là ủng hộ và rất là đồng tình với chú. Thì qua đó thì cháu có một cái suy nghĩ cũng rất mong chú chia sẻ, đó là những cái hành động đó ngoài cái vấn đề mà người ta lại tiếp tục gây thêm cái đâm vào cái nỗi đau của người Mỹ, để lại cái di chứng về mặt tinh thần cho người Mỹ, thì ở đâu đó thì cháu cảm nhận và hiện hữu được đó là gì? Đó là cái tư duy nô lệ như lúc đầu chú có nói đó, nó vẫn còn tồn tại, nó vẫn còn một cái gì đó nó khắc sâu ở trong những cái con tim của những người đó, với cái mà có thể nói là với cái phồn vinh giả tạo trước đây khi người ta được hưởng đó, khi người ta sang Mỹ thì người ta vẫn cho rằng cái thời kỳ ngày xưa, gọi là khi mà lực lượng Mỹ và đồng minh đang còn hiện hữu trên lãnh thổ Việt Nam đó, thì cùng với các cái viện trợ của về kinh tế, về quân sự của Hoa Kỳ, thì người ta cho rằng Sài Gòn là hòn ngọc Viễn Đông. Ấy, thì so với bây giờ, là chú là một trong những người là sống trong cái giai đoạn lịch sử đó, thì chú cảm nhận thế nào về đời sống xã hội của người dân Sài Gòn xưa và cái người dân của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, cũng như là cái sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đó, thì ngoài cái vấn đề chung tay góp sức của người dân, thì cái vị trí, vai trò của các cơ quan chức năng chính quyền của chính phủ Việt Nam, và cụ thể là tại thành phố Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng trong những năm qua, thì chú cảm nhận về cái điều đó, cái sự phát triển đó và cái sự so sánh đó như thế nào, thì cũng rất mong chú chia sẻ. Cái câu chuyện mà Sài Gòn là cái hòn ngọc Viễn Đông ấy gì thì cái chuyện này là tôi có nói chuyện ngày xưa với anh Cầm á, tôi với anh Cầm là anh Cầm Nguyễn, là tôi với anh Cầm là bằng tuổi nhau, anh em mình lớn ở trong đó thì mình hiểu. Để nói nghe nào, cái người Pháp á, thì đế quốc Pháp là khi mà họ xây dựng Việt Nam thì cái dân của họ thì cũng có nhiều, đối với dân Pháp mà dân da trắng họ không có được nhiều, nhưng mà Pháp là một quốc gia mà đế quốc đó nó có thuộc địa nhiều nhất, nhiều thứ nhì trên thế giới, chỉ sau thuộc địa của Anh Lê thôi. Thì thực ra người Pháp mới nói là để cai trị, để tiếp xúc, để dễ tiếp dễ cai trị người Việt Nam, thì họ mới tổ chức ra những đoàn quân Lê Dương lính đánh thuê nó qua bên châu Phi rồi nhận dụ người ta đi vào lính thuê nó đâu có làm gì hết, nó chỉ đi đâu có giết người. Cái thằng trong cái thời gian trong cái chiến tranh Việt Nam thì là cái thằng mà man rợ nhất là cái thằng lính thuê, trong cái chiến tranh Việt Nam, trong cái chiến tranh mà giành lại độc lập mà bắt từ năm 1945 đến năm 1955 thì cái hành động của lính thuê là man rợ nhất. Thì dĩ nhiên là khi người Pháp mà họ dụ dỗ người ta để dụ đi lính thì họ cũng vẽ ra là một cái thành, họ cũng vẽ ra là cái hình ảnh là Việt Nam là một hòn ngọc của Biển Đông. Thì anh biết mà cái tụi bên truyền thông mà anh nó mà thổi phồng người ta thì mẹ tôi nói thật anh không không thể nào tin được những lời thổi phồng của chúng nó. Những lời đây này, hòn ngọc Viễn Đông, mình đã nói về những lời lừa dối. Chị bạn của tôi bên cạnh tôi cũng rất thích cuốn sách này, là lời lừa dối hào nhoáng của ông Neil Sheehan. Ông là một anh là một tay nhà báo phóng viên chiến trường ở Việt Nam, đánh nhau về Việt Nam 2 lần. Cuốn sách này anh viết 10 năm sau khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt. Anh cần 10 năm để viết cuốn sách này, cuốn sách này rất là dày nhé. 10 năm để anh nói về những sự lừa dối của người Mỹ. Nhưng cái tựa đề cuốn sách là lời lừa dối hào nhoáng. Thì cái lời lừa dối hào nhoáng của người Mỹ về chiến tranh Việt Nam, về chiến tranh Việt Nam nữa, thì nó làm sao mà? Thì cái lời lừa dối hào nhoáng của người Pháp về Việt Nam thì nó cũng như vậy đó. Người Pháp họ kêu cái cuộc chiến tranh của Việt Nam, chiến tranh người Pháp về Việt Nam ở trong trận Điện Biên Phủ đó, họ kêu là cái chiến tranh gì ạ? Là một cuộc chiến tranh bẩn thỉu, nó nói dối, tạo dựng cái chiến tranh rồi tạo dựng thì phải có lý do để nói dối. Thì một trong những lời nói dối là ở Việt Nam
là Sài Gòn là hòn ngọc Viễn Đông. Tôi ở trong Sài Gòn từ năm 1958. Thì lúc đó tôi mới chỉ có 6 tuổi thôi. Tôi còn học lớp mẫu giáo cho đến ngày tôi rời khỏi Việt Nam. Năm buổi tối 29 tháng 4 năm 1975. Sài Gòn của tôi á. Để tôi thưa với các bạn là cái thành phố nó sống nhờ về chiến tranh. Không có ai sản xuất bất cứ một cái điều gì cả. Ngay cả những người con trai cổ cây vai bừa như tôi. Để tôi thưa với quý vị nhé. Đến ngày Việt Nam, đến ngày chiến tranh, cuộc chiến tranh thống nhất đã chấm dứt thành công. Ngày sáng ngày 30 tháng 4 năm 1995, năm 1975. Cả cái miền Nam Việt Nam, từ con sông Bến Hải đến quận Cà Mau, không có ai sản xuất ra được một hột gạo. Hòn Ngọc Viễn Đông của các bạn, không phải riêng có Hòn Ngọc, không phải riêng Sài Gòn không, mà cả cái miền Nam, không có ai sản xuất ra được một hột gạo nhé. Cả một cái miền Nam. Thì nói như vậy để chứng tỏ là những lời nói dối của những thế lực mà nó vô nó xâm lăng Việt Nam thì nó rất là nhiều và nó rất là hào nhoáng. Lời lừa dối hào nhoáng. Bất cứ một thằng nào nó vào Việt Nam mà nó xâm lăng thì nó bao giờ nó có những lời lừa dối. Đấy không phải lần đầu tiên mình về Việt Nam mình nghe những lời lừa dối của đế quốc. Và chỉ có một điều là cái lời lừa dối đó thì đến giờ này vẫn còn một số bộ phận người Việt Nam vẫn còn níu lấy những lời lừa dối đó. Để làm gì tôi không biết, có thể chịu. Nhưng mà khi mình nói cái điều đó là thì mình trở lại cái câu chuyện là đấy là cái di hại của cái chiến tranh mà nó còn để lại trên cái con người Việt Nam. Ở Việt Nam mình phải chịu những cái tác động của chất bom mình chưa nổ và chất độc da cam. Và trên đất Mỹ này, người Mỹ phải chịu những cái hành động của những cái con nuôi của họ, những cái con mới của họ lâu lâu buồn buồn cầm cái vết thương, cầm cái gậy chọc vào cái vết thương cũ của mình. Mặc dù là cái cây gậy một cái cọng khổng lồ đã đóng vào tim của người Mỹ ở trên Washington DC là từ cái bức tường đá đen của chiến tranh Việt Nam. Đây này, tôi thưa với các bạn, không có ai bước vào cái bức tường đá đen đó bằng một cái hành động vui vẻ, và không có ai bước ra khỏi cái bức tường đó không có cái nước mắt, dòng nước mắt nó tàn nhẫn đến cái mức độ như vậy. Mình phải đến đó thì mình mới hiểu được đó là cái cọc đóng vào quả tim người Mỹ ngay ở trong lòng đất Mỹ, để người ta mỗi lần người Mỹ quằn quại một tí, xây chuyển con người một chút, nó làm sự đau đớn. Bằng chứng rõ ràng là cái ngày mùng 6 tháng 1 năm 2020, cái lá cờ vàng ba sọc đỏ đó đã được cắm lên ở trên điện Capitol để bày tỏ cho dân Mỹ là đây là cái biểu tượng của sự chia rẽ, lừa dối và phản bội. Những người con của Hoa Kỳ bây giờ đã phản bội chính lại thằng bố. Nó đã phản bội được bố ruột của nó. Nó đã chửi bố người bà mẹ ruột của nó. Thì bây giờ chỉ nó sẽ chửi người Mỹ. Nó phản bội lại người bố ruột, bố nuôi của nó. Nó sẽ phản bội lại bà mẹ nuôi của nó chỉ trong vòng một tích tắc. Chỉ một niềm vui thôi. Cần một niềm vui thôi, nó đủ can đảm. Nó lấy cái cây đó nó cắm vào cái vết thương, tử thương của xã hội này, của chính phủ này, của mất đất nước này, của người dân Hoa Kỳ này. Thế mình ngừng lại nghe. Tôi nghĩ chắc mình nói chuyện như vậy cũng nhiều rồi. Thì chú chia sẻ thêm một chút là trong cái vế thứ hai là cháu có nhờ chú chia sẻ là chú cảm nhận thế nào khi mà trong giai đoạn hiện nay đó thì thành phố Hồ Chí Minh thì phát triển được như ngày hôm nay, và ngoài cái sự chung tay góp sức của người dân thì cái vị trí vai trò của các cơ quan chính quyền, cơ quan nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh đó, thì chú nghĩ suy nghĩ thế nào về vấn đề đó đối với cái sự phát triển này? Thưa anh, cái này nè, có một điều đó, là Việt Nam mình từ ngoài Bắc đến trong Nam, từ Hà Nội đến Sài Gòn đến thành phố Hồ Chí Minh, đó là một cái vùng đất mà rất là thanh bình, rất là yên bình. Cái người dân rất là với tôi rất hạnh phúc. Những cái điều đó bây giờ mình nói chuyện hiện tại, ngay ở bây giờ, ngay ở đây trên đất Mỹ này mình cũng có không có cái gì, không có những giây phút thanh bình,
tụ họp là ngoài đường mà mình tự do đi lại, muốn ăn cái gì ăn, muốn uống gì uống, muốn nói gì nói, không có công an lại mở đèn chạy xe, mở đèn bắt cái này bắt cái kia. Tôi về Việt Nam bao nhiêu lần chưa bao giờ tôi thấy một người cảnh sát bắt một người dân nào, và tôi nhìn thấy. Tôi về Việt Nam mười mấy lần, tôi mỗi lần tôi về Việt Nam tôi đi rất nhiều nơi, tôi cứ nhìn đây nhìn đấy kia, chẳng bao giờ thấy ông cảnh sát nào, chưa bao giờ thấy cảnh sát bắt người nào cả. Tôi nhìn cái nơi mà cái phường của tôi ở, mỗi lần tôi về đợi thì cháu tôi tôi có lên cái văn phòng phường để chơi, tôi mới hỏi là đây mỗi lần bắt người ta thì người nhốt ở đâu, người ta chỉ tôi cái phòng, tôi nói trời ơi như thế này thì chăm sóc chữa nổi, tại vì giữa anh để nói nghe là mình làm ở trong cái nhà tù bên đất Mỹ này, mình làm trong hình sự Việt Nam, hình sự Hoa Kỳ đó. Người Mỹ họ bắt rất nhiều này. Nói chuyện mình bắt bắt là thế nào, cảnh sát họ bắt rất nhiều, bắt là thế nào, bắt là còng cái tay người ấy lại vì một cái lý do nữa là bất vùng tù. Mà một quốc gia nào, một cái xã hội nào mà nhiều người tù quá này, nó có rất nhiều tức giận. Quả thật là người Việt Nam mình cũng có nhà tù nhiều. Việt Nam mình rất là an ninh, người dân họ cũng tức giận, họ không muốn tức giận, họ rất là vui vẻ. Tại vậy mà đá trận bánh U23 ăn cái giải này, tất cả mọi người đều vui vui mừng, chạy xe ra ngoài đường. Họ có những niềm vui rất là căn bản, giản dị mà mình không nhìn thấy bên này. Tôi nghĩ chắc mình từng người ở đây. Dạ. Xin lỗi, chắc mình từng người ở đây ạ. Dạ, cháu cũng xin cảm ơn chú Phượng rất là nhiều đã dành thời gian để vào diễn đàn để chia sẻ cho chúng cháu biết thêm những cái điều gì đó. Nó rất là thú vị. Với cá nhân cháu thì cái buổi live hôm nay nó mang đến một cái giá trị nhất định nào đó cho chúng cháu, tức là nó rõ hơn. Và rất mong trong những cái lần tới, nếu chú thấy cái chủ đề nào hay hay vấn đề rất phù hợp thì cũng okay, rất mong là cái sự hợp tác của chú cháu mình để chia sẻ. Thực ra là cái tiêu chí của cháu làm là cũng muốn đưa ra những cái quan điểm, tức là nó đa chiều chút xíu để cho người xem, người nghe họ đối chiếu, họ so sánh, họ chọn lọc vậy thôi. Và còn sau đó họ quyết định họ đi theo hướng nào, đó là quyền cá nhân của họ. Đó là quyền cá nhân của họ. Chú cháu mình chẳng qua là góp một chút công sức gì đó thôi. Và chia sẻ giữa hai thế hệ hay ba thế hệ gì đó hội họp lại với nhau thì nó rất là thú vị. Rất là thú vị. Theo cá nhân cháu đó thì cũng xin cháu đồng ý thôi. Chú chắc cũng còn một quyền khác thì chúng ta sẽ dừng tại đây. Và rất mong là cái dịp nào đó sẽ gặp lại. Cảm ơn chú rất là nhiều. Cảm ơn. Chào các bạn. Chào dạ. Anh bạn. Dạ. Vì đó anh em dạ. Nói chuyện ngày hôm nay tôi nói chuyện nhiều. Tôi hy vọng dạ, là đúng tôi nói những điều hợp lý, không có gì quá đáng dạ. cả. Dạ. Anh em mình gặp lại nhau. Ok. Dạ. Anh em mình gặp dạ. lại nhau nhé. Ok. Dạ. Cảm ơn chú bên rất okay rồi, 10 rưỡi rồi. Ok. Dạ. Dạ, cảm ơn chú Tư Vượng rất là nhiều à. Chào tất cả nhé.